Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ lắp ráp mô hình kim loại xe tăng M4 Sherman cho mọi người xem nha. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên để lại một like và bình luận góp ý nếu có gì sai sót nha. Chúc mọi người xem video thư giãn và một ngày vui vẻ. Trong lúc xem mình lắp ráp cùng tìm hiểu qua về tiểu sử mô hình này nha. M4 Sherman phiên âm tiếng Việt, M4 Sherman, tên chính thức là xe tăng hạng trung M4, Medium Tank M4 là loại xe tăng hạng trung được quân đội Hoa Kỳ và các nước đồng minh phương Tây sử dụng rộng rãi nhất trong chiến tranh thế giới thứ hai. M4 Sherman được đánh giá có sự cơ động cao, đáng tin cậy, có giá thành khá thấp để sản xuất hàng loạt. Hơn 10.000 xe tăng đã được cung cấp cho khối thịnh vượng Trung Anh và Liên Xô qua chương trình Lendlease. Xe tăng được người Anh đặt theo tên của vị tướng William T. Sherman trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ. M4 Sherman được phát triển dựa trên những kinh nghiệm từ xe tăng hạng trung M3, với sự thay đổi về trang bị vũ khí và vị trí đạt pháo. Thiết kế của M4 Sherman đưa pháo 75mm lên một tháp pháo độc lập, có giáp mặt hiệu quả khá tốt, gần bằng so với T-34 của Liên Xô. Về mặt quả lực thì pháo M3 có sức công phá ngang ngửa với pháo 76mm F-34, cũng như pháo M1 với sức xuyên phá gần bằng với pháo 85mm D-5T của các dòng T-34. Tuy nhiên thì he của pháo M1 kém hơn hẳn he của D-5T vì cỡ nòng nhỏ hơn, nhưng bù lại thì Sherman có thêm một tháp súng máy trên nóc để hỗ trợ phòng không và chống bộ binh. Về độ cơ động, Sherman sở hữu động cơ với công suất khá tốt, từ 300 đến 400 mã lực đối với bản M4, M4A1, M4A2 và M4A4, 450 mã lực đối với bản M4A3, giúp xe có thể đạt vận tốc lên đến 48 km/h, và tầm hoạt động khoảng 240 cam. Những yếu tố này đã giúp Sherman vượt trội hơn các loại xe tăng hạng nhẹ và hạng trung của Đức được trang bị trong giai đoạn 1939-42. M4 là loại xe tăng được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với 49.234 chiếc được sản xuất với nhiều biến thể khác nhau, chỉ đứng sau T-34 trong chiến tranh thế giới thứ hai. Xe tăng Sherman là một trong những xe tăng xung kích chủ chốt của đồng minh phương Tây sau năm 1942. Khi xe tăng M4 thực chiến lần đầu tiên ở Bắc Phi tại trận El Alamein, lần hai vào năm 1942, nó đã giúp tăng ưu thế của lực lượng thiết giáp Anh và vượt trội hơn hẳn nhiều loại xe tăng của Đức và Ý. Vì lý do này, quân đội Hoa Kỳ tin rằng M4 đã đủ để giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến và giúp họ ít gặp áp lực hơn trong việc phát triển các mẫu xe tăng trong tương lai. Những hạn chế về hậu cần và vận chuyển như đường xá, bến cảng và cầu cũng làm phức tạp việc phát triển một loại xe có năng lực hơn nhưng nặng hơn. Các tiểu đoàn pháo tự hành chống tăng được trang bị xe dựa trên khung của M4, nhưng có tháp pháo hở nóc và được lắp đặt pháo chống tăng mạnh mẽ hơn. Thậm chí đến năm 1944, hầu hết các phiên bản M4 vẫn được trang bị pháo 75mm đa dụng. Tại thời điểm đó, dù M4 đã bị các loại xe tăng hạng trung và hạng nặng của Đức vượt trội về giáp và hỏa lực, nhưng chúng vẫn chiến đấu được hiệu quả với ưu thế trang bị bổ sung, độ tin cậy cao, dễ sửa chữa, hậu cần tốt hơn và sự hỗ trợ lớn của các đơn vị máy bay chiến đấu, ném bom và pháo. Một số phiên bản Sherman được lắp đặt pháo M1 76mm được tái trang bị lại bằng khẩu pháo chống tăng Arnold QF-17 powder cỡ nòng 76,2mm mạnh mẽ hơn của người Anh Sherman Firefly, hoặc được lắp đặt lựu pháo 105mm để hoạt động với vai trò xe thiết giáp hỗ trợ bộ binh. Việc sản xuất dễ dàng đã cho phép M4 được sản xuất với số lượng lớn và dễ dàng khôi phục và sửa chữa các xe bị bắn hỏng trong chiến đấu để quay trở lại chiến trường. Những yếu tố này kết hợp lại đã tạo ra ưu thế lớn về quân số cho đồng minh trong hầu hết các trận chiến, với nhiều sư đoàn bộ binh được trang bị M4 và pháo tự hành chống tăng. Sau chiến tranh thế giới lần 2, Sherman, đặc biệt là những phiên bản cải tiến và nâng cấp, tiếp tục được sử dụng bởi nhiều quốc gia trong các cuộc xung đột khác trên thế giới như lực lượng Liên Hợp Quốc trong chiến tranh Triều Tiên, cuộc xung đột Ả Rập Israel và chiến tranh Ấn Độ, Pakistan 1985.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, comment góp ý những gì mình còn thiếu sót và subscribe kênh mình ạ.